OK, xin chào các bạn. Thì ở dương và to đo dùng nội dương tiếp thì dương ban install lấy nhóm ban pra với thằng ở dương install rồi nơi JDK chuẩn bị thằng Android Studio. Chẳng là thằng không thằng này ở cái ban install hay hay anh chẳng là chuẩn bị tuyệt bay nấy nhóm năm giây pk và cả nơi trên bây giờ. Anh chẳng nó bây giờ dương install hay về năng ở miền này as nhỉ? RQQ Android nhỉ? Anh chẳng dương chơi lười về màu. Dùng bạn lưu về máu nâng này ở lối ở về chạy nhảy ở chẳng đi đỡ ra nhóm miên và chết ra nó không năng hay chẳng anh ấy chỉ còn là chết nhóm tê về miên trả nhóm trọc và cả hình chẳng và sân dễ dễ nhẹ ọc này ọc miên ấy tế cứ vi bà lèng nâng bị ọc miên ấy chẳng nếu không Android làm bài báo cáo bài trích thay, công an báo cáo bài trích lấy nhóm dạy vì này viết sẵn này, nếu không còn phải lấy dùng ai từ cả mưa nữa, login add login mưa nữa update app ấy bài trích ấy dùng bàn dùng update đi update tam năng bàn, năng ngày hay chẳng dùng từ cả báo cáo bài trích bao dùng mà hay làm bài báo cáo trích này dùng giờ start new with Android bài trích như mắm, hay cả lại application application name ni mean nai tha kư chmua project ba yeung chong ơ chmua project ba yeung yeung chong la ai da tau hay chompu company domain ni mean nai tha chmua bo chmua domain ba yeung neu pe da yeung ba san di yeung tơ ka bia neu app chop hai yeung upload vi chou te knong store hay chong a nang hay vi kư chi chmua domain ba yeung hay chúng nó không store vì nó store tục vì nó store năng bằng hai như năng đó nhà bà mới chúng ở nơi đây dương bia maintain cái này nó có chuyện rất quan trọng này dương trời đại quan tâm trời này đang hay hay ở nơi cái này project location này mình ấy còn chia cái này store tục project bây giờ này chúng nhóm đã trong project và nhóm thả Android thôi ok hay dương dân định màu chúng tôi có lẽ như dương bắt đầu dương chạy đích mà vì ai dương rồi dựa platform mà vì ai nhưng là cái nông này vì bên platform trả nào mình ai vì ai vì trả anh chẳng dương ai cho tôi mơ cho tôi cần internet thấy mơ bị vay Android API tư hay vì nâng phần hai mà hỏi thà Android mình version mà chắc bị màn tức là chẳng xung rộng default sản phẩm nhà Prachran vì đôi chi chấp bị version buôn cho mỗi nè chế liệu pin nè bên đây thay nè bây giờ trong đăng thay chấm nối nhà Prachran rồi mới có tích dương anh mơ màn dương anh mơ trăng chấm nối chờ nè phía rồi bảo viên nè chẳng bên đây thay chấm nối phía rồi nó cứ chưa chấm nối nhà Prachran nơi bộ phận Android nè chẳng bên đây thay vì mình nhà Prachran sản phẩm version buôn cho mỗi nè chúng chương ai rồi mưa tới hay dương check mưa viêm đầu mưa đầu mũi tơ hay tơ sầm rạp những nhóm giờ nhóm chơi chật buôn chật pi là ngày hay sầm rạp ní dương mà giờ tê pro tham bây giờ chậm dương bia lừa nia cá lừa tù tu ấy chậm dương giờ nè nhưng những cái thằng này mùi mai dương rồi tới ai bị ai bị dương chương chọn giờ ấy kì tọa mấy dương chuyện này tới chỗ đó cái lại ní đang phòng đá dương vậy pika n thì một bàn những cái phim muốn Android và Sermin vì ở Sermin platform trả này à lại thì thế nè vì ở Sermin trả này chẳng là đập về version chính mà thay thay mà vì sắp chế dân trả sắp chế trong mấy viên miền platform mình chẳng là để thay dân trong phơi bị ấy dân trong thơ bị map Google map miền Australia dân trong thơ bị login vì anh miền Australia dân trong thơ bị master detail này nè navigation này nè vì mình ở strap scroll thì này là ngày vì mình ở strap làm đó hết thế bên này hay chẳng bây giờ chọn hoặc chọn pro bởi vì giờ ai giờ em thì rồi mở bề gì rồi mở có dương ai cho tôi bật cao luôn ai làm đó chẳng thường gặp nhóm cho chân giờ em thì chẳng những giờ nào mà dương select tới ta mà bây giờ tôi cá ok hay dương select nào mà hay giờ đo cái lạnh đi phòng này cứ chia cái lạnh
activity name មានន័យថាគឺឈ្មោះ activity របស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុង Java គេហៅថា class បើទៅប៉ុន្តែនៅក្នុង Android អត់ទេគឺជា activity វិញគេហៅ activity វិញហ្នឹងហើយហើយកន្លែង layout name នេះមានន័យថាជាជាឈ្មោះរបស់ layout យើងដាក់ឈ្មោះ layout របស់យើងទៅយើងចង់ដាក់ឈ្មោះអីគេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា main layout main ទៅមិនដូវហើយយើងបន្តយើងបានគ្រិចយើងបានបង្កើតអីអស់ហើយយើងចុច finish មកវានឹងធ្វើការបង្កើតនៅបេតិកឲ្យយើងអូខេឥឡូវវាបានបង្កើតមកហើយហើយនេះដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញនេះហើយចង់វាប្រសេះដល់ចប់ទីវានៅនេះវាមានអាកន្លែងខ្ញុំតែខ្ញុំនិយាយថា activity ហ្នឹងគឺនេះមែន activity របស់យើងហើយចំនួនឈ្មោះ layout របស់យើងគឺស្ថិតនៅក្នុង folder rest នេះ result នេះអញ្ចឹងយើងបើកនៅ layout របស់យើងមកហើយយើងមានពាក្យថា activity main អានេះគឺឈ្មោះ activity ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបានបង្ហាញឲ្យនៅការ detail នៅការបង្កើតនៅវិច្ឆិកអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងនិយាយពីការបង្កើតនៅសរសេរនៅ Hello World មួយលេងសិនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត